trò chuyện đêm khuya. Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình trò chuyện đêm khuya của chúng tôi, của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đang phát trực tiếp trên làn sóng FM 99,9 MHz. Và chương trình này đang phát sóng từ lúc 22 giờ đến 23 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Để liên lạc với chương trình trò chuyện đêm khuya thì chúng tôi sẽ nhận điện thoại đăng ký của quý vị và các bạn qua số điện thoại là 39101101. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị thêm mã số 08 vào đầu của chương trình. Xin được nhắc lại số điện thoại đó là 0839101101. Chúng tôi sẽ nhận điện thoại đăng ký của quý vị và các bạn từ 21 giờ đến gần 22 giờ để kết nối với chương trình trò chuyện đêm khuya. Qua số điện thoại này thì chúng tôi xin được kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình tối nay. Alo. Alo. Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ. Như vừa rồi chị trình bày qua chị lên tin ấm ở bến từ Bà Rịa Vũng Tàu ấy mà. Vâng, chị nói đi, trường hợp của chị như thế nào đi? À, trường hợp của chị là chị quê ở Bình Thuận mà có chồng về Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Yeah. Kết hôn năm 1998 này mà. Ông xã chị kết hôn năm nào ạ? Năm 98. Năm 198 à 1998. Ông xã hồi kết hôn thì lúc đó chị mới có 24 tuổi mà ông xã là 40. Dạ. Mà ông xã cũng có một đời vợ ly hôn rồi. Nhưng mà nói chung là tìm hiểu ông xã thì không tỉ, quen nhau có một năm thôi. Yeah. Tại vì ông xã ở Bà Rịa mà có bà con ở ngoài Bình Thuận đó. Yeah. Khi ra vô được quen đúng một năm thì lấy nhau. Khi mà về sống được hạnh phúc trọn vẹn được một năm đầu. Rồi khi mà chị sinh bé cháu đầu lòng được 2 tháng thì bắt đầu chồng chị lại có người phụ nữ khác. Yeah. Rồi cứ thế cuộc sống, cứ thế cứ vài tháng thì chồng chị lại có một người phụ nữ khác vài tháng. Đã kéo dài tới giờ, nói chung là cuộc sống như thế là vợ chồng cứ lục đục hoài. Bên gia đình chồng nói chị thì cứ chấp nhận như vậy thì xấu, mà không chấp nhận thì đi chia tay chứ biết làm sao. Nói chung là cũng có động viên an ủi chị, nhưng mà người ta là con một em mà. Cho nên là bây giờ cũng chấp nhận luôn cả cái hư của con. Thì lúc đầu á thì chị sinh bé gái đầu, lần sau nghĩ là con một gia đình nó thôi, hay là em sanh thêm cho cháu là một đứa nữa, là biết đâu có trai có gái là nó sẽ thay đổi tính. Rồi mới có gia đình lập có mấy năm, không lẽ là bỏ nhau thôi, chị lại cứ ráng sinh một đứa cháu, sanh thêm một cháu sau nữa là trai, thì có trai có gái rồi. Thì nhưng mà cái tính căng ho của chồng chị cứ vậy tiếp tục hoài, mâu thuẫn nó kéo dài. Thì nhất là gần đây nè, mới đây cách đây có mấy ngày thì chồng chị chung sống với một người phụ nữ khác, đi là 12 giờ, 1 giờ, 1 rưỡi khuya mới về, mà vợ chồng thì phần ai đã sống riết là chị cũng chán rồi. Nhưng mà phía gia đình thì cứ nói là không có, ý là nói vào phút qua nói chị là ghen phơ, nhưng mà ý là biết nhưng mà vẫn giấu. Rồi vừa rồi chị lại đi vô tặng nơi chỗ chồng chị đang sống với người phụ nữ đó, nói chung là mười mấy năm không có ghen gì hết, nhưng mà ý chị vô chỉ để cho bà chị chồng chị đó biết là chồng chị như vậy như kia. Thì chị có vô, chị đứng ở ngoài ngõ chứ chị cũng không có vô nhà nữa, mà ông chị kêu ông xã chị ra thôi. Nhưng mà cái thái độ của ông xã chị ấy, ý là ta đây ta quyền hành, ta muốn làm gì ta làm, tỏ thái độ đó, cho nên cái người phụ nữ trong nhà đó mới ra ngoài ngõ thì dí chị đánh. Chị một thân một mình ở trong này cho nên không có người thân thuộc gì hết, cho nên người ta lộng hành đánh chị vừa rồi là bầm mình bầm mẩy hết. Thì về nói chung là chính quyền có khuyên chị là đem một cái lá đơn khiếu nại trình bày viện tường trình, giống như là một lá đơn tường trình để gửi cho xã. Thì vừa rồi đây một trận này chị bị đánh đau quá thì chị có làm một lá đơn tường trình chị gửi cho xã. Thì bên phía chồng là yêu cầu chị là giữ danh dự cho gia đình, bây giờ kêu chị thì đem về. Thì chị cũng không muốn làm lớn chuyện, thì chị muốn hướng dẫn hòa là chị mới đem lá đơn về. Nhưng mà bây giờ ông xã chị lại đưa đơn ly hôn và yêu cầu chị phải ký gấp. Nói chung về tài sản vợ chồng con thì có một căn nhà trị giá cũng không cỡ 200-250 triệu đổ lại thôi. Nhưng mà bên phía chồng chị á, là nói chung mười mấy năm chị làm dâu á, chị ở là 16 năm, nhưng mà ở nhà mình chỉ phục vụ cơm nước chồng con, kinh tế thì chồng chị làm, rồi tiền bạc hàng ngày là đưa chị đi chợ cho chị. Bây giờ chị là hai bàn tay trắng, cho nên là bây giờ cái cửa hàng vật liệu xây dựng bên nhà nội giao cho ông chồng chị là mấy tháng nay cũng gần một năm. Cho nên từ cái chỗ đó mà ổng lại lòng hành hung là cái ông ưng đi với con nào ổng đi ưng làm việc quyền, cứ một ngày đưa tiền cho chị đi chợ là như vậy. Nói chung là bây giờ chị nhờ
Chị đang bối rối là bây giờ nếu mà mình ra đi hai bàn tay trắng ly hôn đó, thì thấy thiệt thòi cho con. Bây giờ ổng đang sống với người phụ nữ khác, ổng sẽ cưới phụ nữ đó, hai người hứa hẹn thì đồn, tại vì ổng ở gần gần đây không mà em, mà chứ đi bộ không có đi đâu xa, cứ gần gần ở cái xóm mình ở, ấp mình ở thế này thôi. Cho nên là chị sợ là ly hôn rồi là ổng sẽ dẫn người phụ nữ khác về thì khổ con mình, mà sống thì chịu đựng thì lại chịu đựng không nổi. Bởi vậy bây giờ chị nhờ chương trình tư vấn giùm cho chị. Bây giờ hai hai con của chị là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu đầu thì sinh 2001, năm nay học lớp 8 em, mà là bé gái. Cháu sau là 2003 là bé trai, là học lớp 6. Dạ. Cháu trai ở là đang học lớp 6. Cháu trai học lớp 6 Dạ. mà Cháu cháu gái là học lớp 8. Dạ. Nói chung về tài sản cái nhà thì cỡ 200-250 triệu. Thì trong giấy ly hôn ổng viết các chị chưa có ký, nhưng mà ổng có nói là bây giờ người này ở thì thối tiền cho người kia, mà người kia ở thì thối tiền người nọ. Nhưng mà nói chung là ổng không có ở, ổng nói là ổng sẽ giữ cái nhà này lại, tại vì bên bên nhà nội còn có cái cửa hàng vật liệu xây dựng. Là bữa giờ nói chung từ ngày xảy ra mâu thuẫn là ông xã chị là đi qua bên nhà Không, bây giờ như thế này là cái chuyện mà tài sản khi mà ly hôn ra tòa, tòa sẽ xác định ha, có những cái bộ phận người ta xác định cho cái tài sản chung của hai chồng, rồi lúc đó rồi hai bên thỏa thuận bàn tính như thế nào, tính cái chuyện đó là mình để cho pháp luật người ta xử lý. Còn cái chuyện mà tối nay mà chị muốn chia sẻ, muốn hỏi chúng tôi là liên quan đến cái đơn ly hôn và cái chuyện nên ly hôn hay là không, đúng không? Rồi đúng rồi À, em. đấy, thì mình quan tâm đến cái chuyện này, còn cái chuyện tài sản là để gác qua bên. À, đương nhiên nó cũng sẽ là một trong những cái chuyện nó ảnh hưởng trong cái câu cái mối quan hệ vợ chồng. À, nhưng mà bây giờ thôi, chúng tôi sẽ nhường lại cho chuyên gia tư vấn tâm lý Thị Mai, để tiếp tục câu chuyện với chị nha. Rồi chị cảm Dạ. ơn em. Rồi xin được mời chuyên gia. Xin chào anh Khang. Dạ. Dạ. Tôi chào em. Dạ, con chào cô Alo. Mai ạ. Dạ. Vì cái phần đầu nghe không rõ, cô hơi tiếc ha. Cô muốn hỏi thăm là hai vợ chồng con lấy nhau như vậy là từ năm 1998 phải không ạ? Dạ, đúng rồi cô. Dạ, bây giờ hai vợ chồng được mấy cháu rồi ạ? Dạ, hai cháu cô. Dạ, cháu đầu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu đầu là năm 2001, năm nay là 13 tuổi Cháu rồi cô. 13 tuổi rồi, trai gái rồi đó. Dạ, gái cô. Dạ. Còn cháu thứ hai? Cháu sau là 2003 là 11 tuổi, là trai cô ạ. À, như vậy là con cái có trai có gái ha. Rồi Dạ. thế các cháu học có tốt không? Dạ, các cháu đều là học sinh giỏi mà ngoan hết cô ạ. Dạ, như vậy là cháu học tốt, không có gì hết. Còn hiện giờ em hai vợ chồng đang làm công việc gì? Dạ, chồng em thì bây giờ bà chị chồng để lại cái cửa hàng vật liệu xây dựng đó cô, Dạ. đang buôn bán cửa hàng. Còn như em thì em cũng có một tiệm tóc, uống tóc nhỏ nhỏ. Rồi Dạ. lúc trước thì em phụ chồng cơm nước, rồi cho thợ, cho tài xế đồ ăn. Rồi Dạ. từ ngày xảy ra mâu thuẫn thì em lại về em mở tiệm nhỏ nhỏ em làm ở bên nhà này cô. Như vậy là bây giờ là mình có vừa làm tóc phải không ạ? À, Dạ. vừa có cái cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Dạ. Rồi. Bây giờ cho cô hỏi thăm này, là hiện giờ con nói là ngày mà con lấy chồng con thì con có biết chồng con đã từng có đời vợ và ly hôn chưa? Dạ con biết, tại vì chồng cũng có kể rồi đem cái giấy ly hôn ra cho con coi. Dạ. À, cái người Dạ. vợ trước là có mấy con? Dạ người vợ trước cũng hai con cô, một trai Dạ. một gái luôn cô. Dạ. Dạ, như vậy đó thì khi mà mình biết cái chuyện như vậy đó, mình chấp nhận lấy mà mình có biết lý do ly hôn vì sao không ạ? Dạ nói chung là cũng kêu là móc bắt đầu mâu thuẫn, thì đại khái là con ở ngoài Bình Thuận thì con nghe ảnh kể vậy. Nhưng mà hồi trước quê ảnh cũng ngoài Bình Thuận, thì gia Dạ, cả đình hai con với cùng gia quê. đình, dạ gia đình con với gia đình ảnh thì thân lắm, nhưng mà riêng ảnh thì ảnh đi bộ đội, rồi Dạ. ở ở La Di cũng ở Bình Thuận, nhưng mà cách 16 cây rồi ảnh lấy vợ, mà người Dạ. vợ lớn trước cũng hơn ảnh mười mấy, 9-10 tuổi gì đó, mà cũng có gia đình ly hôn rồi. Mà ảnh Dạ. thì con một cho nên gia đình không có chấp nhận. Rồi hai người mới dẫn về trong mình Bà Rịa Vũng Tàu này lập nghiệp đó cô. Cho nên là Dạ. con thì con không có rành tính ảnh, nhưng mà gia đình thì con thân thuộc với quen biết cũng hiền lành. Nhưng mà nghĩ thì nhìn nhà sao thì ảnh vậy, nhưng mà cái tính của ảnh thì nó lại khác. Mà Dạ. khi lấy nhau thì người nhà cũng giấu, không có cho con biết cái tính của ảnh vậy. Lúc đó Khi mà con mới ảnh đi, 25 tuổi thì con mới lập gia đình lần đầu tiên đúng không ạ?
Dạ 24 rồi cô. Dạ Dạ. con lập Ừ. gia đình đầu tiên. Dạ Dạ. Và khi sống với nhau thì coi như là bắt đầu từ lúc nào thì mình thấy chồng có cái tính trăng hoa? dạ đúng 1 năm sau thôi cô à, chưa tới 1 năm mà cho là 1 năm đi, 10 tháng 11 tháng à cô. Và từ đó Dạ tới giờ thì chồng con có nhiều người không ạ? dạ cái lẻ tẻ thì nói chung tin nhắn tin đồ thì nhiều, nhưng mà chính xác con đi bắt thì cũng là 13 14 lần rồi cô à. Wow. Như vậy là bị coi là có liên hệ phải không Dạ, có liên hệ đó. ạ? Và những cái người đó thì họ có lâu dài không hay là sao? Dạ những cái người đó thì nói chung lâu dài nhất là 1 năm mấy 2 năm, còn những người sau thì 6 7 tháng, có người Dạ. 3 4 tháng một Cho năm đến hai bây cô. giờ là mình đã kết hôn với nhau là 16 năm thì chồng con đã từng quan hệ với bao nhiêu người phụ nữ mà con biết? Dạ là chồng con là 13 14 người đó cô. 13, 14 người. Dạ Dạ, nhưng còn sau đám cưới 1 năm là con đã biết cái chuyện này gần 1 năm thôi. Con đã biết như vậy rồi mà con vẫn tiếp tục chung sống và sanh 2 đứa con. dạ Dạ. Thế bây giờ con có phát hiện ra điều gì khác không? con nói cái này tại vì con là trong một cái gia đình tan vỡ từ nhỏ đó cô. Ba con Dạ. đi lúc mẹ con có 30 mấy tuổi mà mẹ con với 6 chị em lận, khổ Ba lắm con làm cô sao à. ạ? Ba ly Ba hôn con hay cũng là có vợ vợ bé khác đó dạ cô. vâng dạ Dạ cho nên là mẹ con một mình nuôi 6 chị em, mà hồi đó là nhà nghèo, nhà 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 tranh vách lá đó cô à. dạ Rồi nói chung con lớn lên thì chị em tự lập, nhưng mà gia đình con thì chị em đàng hoàng tự làm rồi tự kiếm nghề sống, sống trên cái bản bản lĩnh của mình, tùy cái đồng tiền của mình. Nhưng mà có một cái là khi mà bạn bè con thì nhiều, khi mà con còn nhỏ con đi học nghề rồi con tự lập con làm nghề lúc trẻ rồi cô, nhưng mà bạn bè con nhiều lắm, nhưng mà con tự nhiên con sợ giống như mẹ con không có dám quen với ai hết. Khi mà gặp ông xã con lớn tuổi con nghĩ là chỗ dựa cho con á, thì Dạ. với lại những cái mà anh lo lắng cho con thì con nghĩ là anh sẽ đem đến hạnh phúc cho con, rồi Dạ. rồi lấy nhau đó. Cho nên là những lần sau này con lúc đầu con sanh cháu bé có 2 tháng thì vẫn còn máu sản hậu á, thì ông xã con lần đầu tiên, lúc mà con biết là lần đầu tiên quen với một người phụ nữ khác, chị chồng con giấu sợ con có máu sản hậu mới để biết tới 5 tháng mấy mới thông báo cho con. Rồi cũng cứ xích mích rồi lại hết, lại bỏ, lại hứa về xin lỗi con. Nhưng mà những lúc đầu á, thì còn nể con, còn xin lỗi xin phải, còn còn sợ sệt. Rồi càng ngày về sau thì lại càng càng công khai, thậm chí như bây giờ dẫn người ta đi trước nhà con ăn uống, ăn quán ăn rồi chở đi công khai trước nhà con, bây giờ cũng không Hiện sợ nay đó luôn phải á. không ạ? Hiện nay phải không ạ? Dạ dạ là Dạ. hiện nay đó cô. Và cái người phụ nữ đó là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ đủ dạng hết cô à, 5 mấy cũng có, 4 mấy cũng có, 3 mấy cũng có Con nói cô. là cái mối tình hiện nay cơ mà. Dạ hiện nay là 45 tuổi cô à. Dạ. Thì cái người phụ nữ này có gia đình gì chưa? Dạ người phụ nữ này cũng 2 3 lần kết hôn gì rồi, rồi rồi cũng ly hôn cô à. Dạ. Và bây giờ họ sống chung với nhau như thế nào? Cái đoạn đó cô nghe không rõ. Dạ đại khái là bây giờ thì cứ chở đi ăn sáng, rồi chủ nhật thì chở đi chơi, nói là bạn bè, nhưng mà vô nhà tại thấy là chồng con đi đêm á, là cứ 12 giờ 1 giờ 1 rưỡi á, thì mới về. Thì lúc lúc nhiều đi hoài với con cũng chán rồi, nhưng mà vừa rồi á thì con vô con rình thử cho chính xác, chứ nói bạn bè thì con rình cũng 3 4 đêm này có chính xác vô đó ngủ rồi đi về. Thì vừa rồi đây một con mới vô con kêu ảnh về thì mới có 9 giờ mấy thôi, thì lại mở cửa ra thì lại con đứng ở ngoài ngõ, con không dám vô nhà, con chỉ kêu chồng con thôi. Nhưng mà cái cô đó lại ra đánh con, rồi con kêu sao tại sao chồng con lại không binh con để cho người đánh mà Rồi, cho cô con nói hỏi được. thăm, hiện giờ họ dạ có còn liên lạc với nhau nữa không ạ? dạ con thì bây giờ nói chung từ cái hôm đó thì lúc trước thì chồng con đi công khai lắm, nhưng mà từ cái hôm đó rồi cũng 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 sợ sợ, nhưng mà vẫn có đi. Cứ 3 4 đêm là con nghe người người quen của con ở gần nhà đó đó là nói với chồng mày cái vô trong đó. Dạ, nhưng mà bây giờ thì con muốn hỏi cô điều gì? Dạ bây giờ từ cái chỗ chung sống với người phụ nữ đó, bây giờ chồng con là người ta muốn đòi tự do hay chồng con muốn sống với người đó, cho nên về mới đưa đơn ly hôn. Dạ, tức là Nhưng chồng chị con chủ con động đưa đơn ly hôn phải không ạ? dạ Dạ, và mà con thì hỏi chương trình điều gì? cô muốn tư vấn giùm cô tư vấn giùm con là
bây giờ nói chung là mười mấy năm kinh tế chồng con làm mà kiểu như bây giờ con đi ra là tiền thì chồng con đưa từng ngày á, con đi chợ ngày nào chồng đưa ngày đó, con không có một cái đồng nào trên người. Mà bây giờ bản thân con thì con đi ra nghề, con làm thì bình quân ở trong trong xóm này thì con làm một ngày thì thu nhập của con chừng 100, 100 mấy cô à. Mà hai đứa con của con ăn học, thứ nhất là con sợ ly hôn rồi thì con nó thiệt thòi, mà không ly hôn thì chồng con làm vậy thì con cũng tổn thương và tự ái. Vậy con xin cô cho con lời khuyên á. Các cháu có biết chuyện ba cháu sống không có đàng hoàng không? Dạ hai cháu đều biết, nhưng mà cháu lớn bé gái đó cô thì nói bây giờ, ý là con nói hỏi cháu thì cháu nói là bây giờ mẹ muốn sao mẹ muốn, nhưng mà mẹ đi hôn đi, mẹ đừng có sống với ba nữa, con thấy mẹ sống với ba mẹ khổ quá. Còn thằng nhóc sau thì nó không chịu cô à, nó nói ba mẹ mà ly hôn là con đi bụi, con không có học nữa đâu đó. Thế thì như vậy đó là bây giờ đó là có hai vấn đề. Một là mình phân vân không biết là có nên chấp thuận ly hôn hay không. Thì cô giải thích luôn, nếu như chồng mà đơn phương ly hôn cũng vẫn được, cũng vẫn được tòa án người ta xử, chứ không nhất thiết là mình có đồng ý hay không. Đó là về thủ tục ly hôn. Cô nói trước vậy ha. Cái thứ hai là con có nói con sinh ra trong một gia đình cha mẹ không có nguyên vẹn, cho nên là con cũng rất sợ cái việc của mình lại phải chia ly nữa, rồi con cái nó khổ. Nhưng mà có một cái điều quan trọng cô nói luôn là bản thân mẹ con cũng nuôi các con nên người, mặc dù có thiệt thòi, mà cái này là lỗi do ba con bỏ đi. Bây giờ con lấy chồng thì con đã chịu đựng 16 năm như vậy, biết chồng mình liên tục như thế, và không phải là mơ hồ gì, mà hầu như là mình có chứng cứ rõ ràng. Thì cái việc này đó cũng làm cho con, bây giờ thì con không có cần phải hoài nghi hoặc có một cái gì là không biết là chồng mình có oan hay không, mà rõ ràng là một cái thực tế nó trần trụi là chồng con thực sự muốn đưa cái đơn ra để chấm dứt, để mà đòi lại cái tự do. Thì theo cô thấy đó là cái việc cháu trai đó nó phản ứng và cái việc cháu gái nó đồng thuận cũng khiến cho con phân vân. Nhưng mà con phải chuẩn bị tâm lý cho các cháu, bởi vì cái này đó không phải là con muốn, mà chính chồng con cũng muốn cái điều này. Đó là cái vấn đề mà con phải thuyết phục các cháu. Cái điểm thứ hai nữa đó là con nói rằng là con sợ rằng khi mình ly hôn á thì cái đồng lương mà mình làm tóc á thì sẽ không có đủ mà nuôi các cháu. Thực ra đó con phải thấy rằng là con có một cái nghề, người ta nói ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay. Mình có một cái nghề, vấn đề quan trọng ở đây đó là mình có toàn tâm toàn ý mình làm hay không. Cái thứ hai nữa đó là con cứ tưởng tượng coi khi mà mình sống mà mình tiền đong gạo phát như vậy đó thì cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hay không, nó có giá trị hay không. Và cô tin vào cái bản lĩnh của 6 người con mà một tay mẹ con nuôi lên đó, là con nói các anh chị em con đều sống tốt đúng không ạ? Và cô tin vào cái phẩm chất đáng quý của con. Cho nên nếu như bây giờ mà con cứ phân vân như thế này đó thì rõ ràng rằng là mình về mặt con cái mình không chuẩn bị, đến khi chồng mình cứ nằng nặc quyết tâm mà đòi ly hôn như vậy thì chắc chắn là con sẽ thấy con có những cái điều mà con không tránh khỏi, bởi vì một bên người ta đã quyết tâm, người ta dứt tình thì mình giữ đâu có giữ được. Và nữa thì ai chứ như chồng con ly hôn thì tại sao con không nhìn cái khía cạnh tích cực là chính con được giải thoát chứ không phải chồng con muốn được giải thoát. Đó, thì con suy nghĩ cho kỹ, bởi vì tất cả những cái gì con mô tả lúc mà cô nghe rõ không rõ và bây giờ cô nghe lại thì cô thấy rằng là mình có thể hệ thống lại để thấy rằng chồng con không phải là chỉ lỗi có một lần. Con là người đầu tiên đi lập gia đình ha? Chồng con đã có một đời vợ 2 đứa con, nghĩ rằng anh ấy sẽ trân quý cuộc sống của con, của hạnh phúc gia đình của con, rồi các con lại có với nhau 2 đứa con nữa thì chắc chắn là chồng con có thể có điều này điều kia dao động một chút, nhưng mà cái gia đình nó vẫn là cái gốc rễ nguồn cội. Nhưng ở đây thì không, cho nên cô thấy rằng là điều đó khiến cho mình phải suy nghĩ cho nó thấu đáo là cái điều gì mà mình phải nấm níu. Ở đây con nói là hàng ngày phát tiền chợ đúng không ạ? Thế còn vừa rồi cô nghe một cái chi tiết là 250 triệu thì cô không hiểu đó là cái vấn đề gì ạ? 250 triệu gì ạ? Tức là tụi con có một cái nhà riêng của hai vợ chồng là trị giá là 250 triệu đó cô. Rồi bây Thì bây giờ giờ là chia đó hả? Nếu như mà anh ta nói rằng là nếu mà ly hôn thì chia đôi đó phải không ạ? kinh tế thì bên 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 chồng bên bên mẹ chồng con đó thì
thì khá, bây giờ giao một cái cửa hàng vật liệu xây dựng cũng bằng nhà con đi ra chừng 100 mét nữa thôi cô à. Dạ. Là từ ngày mà chồng con đi đi cặp với cô đó là về bên nhà bên bên mẹ chồng con ở chứ không có ở bên này. Rồi bây giờ thì bà mẹ chồng con bà mới nói là bây giờ cái nhà mà đứng tên chia đôi á, cái chị hai mà chị chồng con mà thối tiền lại cho con một nửa tiền chồng con cái nhà này thì mai mốt là ổng có thể ông dẫn người khác về ở được, cho nên là nói con á là bây giờ mẹ chồng con đứng tên là thối cái số tiền này lại cho con vẫn ở trên cái nhà này, nuôi là bên đó phụ cấp tiền cho con nuôi con, còn con có công tức là lo cơm áo nước non quần cho con học cho tới trưởng thành. Là Dạ. trong cái đơn ly hôn là có đề nghị như vậy đó mà con chưa có thỏa thuận, con chưa ký cho Dạ. nên con dạ Tức con không được là họ sẽ đưa cho con 250 triệu nhưng con vẫn còn được ở trong nhà đó. dạ không, một nửa là 125 triệu đó cô À, nhưng mà con vẫn được ở nhà đó. dạ, chăm sóc cho con tới lớn. Dạ. À, đồng nghĩa với cái việc con không được đi bước nữa hay sao? Dạ không, cái đó là quyền tự do của con. Vậy thì con phân vân cái gì về cái vấn đề tài sản? Con không không phân vân tài sản, tại vì cái gì của mình là của mình cô à, nhưng con lại lại sợ như khi nào mà bây giờ bố đã có sống với người khác rồi, khi mà ly hôn rồi là bố sẽ dẫn người đó về bên nhà nội ở, thì lúc đó ví dụ như cái mà phụ cấp nuôi con hay này kia khi về đó thì người đó nắm quyền rồi thì sợ con nó sẽ bị thiệt thòi đó cô. Tức là thối tiền để con đi rời khỏi căn nhà đó rồi chồng con nuôi con là hay sao? Thối tiền chồng con thối tiền cho con nhưng mà chồng con vẫn ở bên nội, còn con vẫn ở cái nhà này, trong giấy ly hôn là đề nghị như vậy đó, con vẫn ở cái nhà này chăm sóc cho con Vậy thì rồi con sợ ngược đãi là ai ngược đãi? là con sợ là làm vợ sau của chồng con nữa đó, là về ở nhà mà nhà bên nội á, nhưng mà con nói tại vì cái cửa hàng mua bán là nằm bên nhà nội á cô, Dạ. rồi dạ rồi khi mà người đó về đó thì quản lý tiền bạc thì lúc đó chồng con không có chu cấp cho con không nữa, là con cũng có Ờ, sợ cái điều đó nữa dạ cô cũng nói với con ha, về dạ nguyên tắc là được trợ cấp và lúc mà các cháu nó đến 18 tuổi. dạ Nhưng mà cái này nó tùy vào cái lòng người. Cái thứ hai nữa là con đã được chia căn nhà. Chia đôi căn nhà mà con lại vẫn được ở trên cái nền nhà này, tức là con vừa có tiền mà vừa dạ có ở lại cái nhà cũ. lo Thì cho con con phân hả? vân điều gì nữa? Con phân vân điều gì nữa? Thì con phân vân chỉ có vậy thôi cô à, con chỉ sợ là Con phân vân là sợ là cái người vợ sau người ta không có tốt với con mình. Nhưng mà con ở dạ đó con nuôi các cháu mà. dạ Nhá. Thì bên bên gia đình bên kia người ta cũng thấy rõ ràng là chồng con dứt khoát là phải chia tay với con. Và người ta vẫn chia tiền cho con và vẫn ở lại cái nhà cũ, vẫn nuôi các cháu. Như vậy mà con còn đòi chồng con trợ cấp nữa thì chắc chắn là người ta sẽ khó mà có thể đáp ứng cái nhu cầu của con đấy. Con nghĩ sao? Ừ, dạ không phải là con là trong giấy là chồng con có nói là một tháng á, là chu cấp cho hai đứa nhỏ là 2 triệu đó, trong cái đơn là như vậy đó, rồi con nghĩ là không phải là con đòi gì hết, thì bây giờ khả năng con bao nhiêu con nuôi con bao nhiêu, nhưng mà con sợ tại vì cái nghề nó không có đều đó cô ạ, rồi mình sợ mình lo cho con không được rồi À, mai còn mốt cái mà cô xin lỗi cô ngắt lời con, còn cái món dạ tiền mà chia đôi 110 mấy triệu thì sao? dạ thì 110 mấy triệu là phần của con đó cô à, Dạ, thế thì con còn sợ cái gì? Vừa là chia cho con, vừa là trợ cấp 2 triệu một tháng. Bây giờ cứ nói rằng có thể người ta trợ cấp đều, mà cũng có thể người ta không trợ cấp đều. không trợ Vậy cấp thì đều bây giờ thậm chí là không có cái gì hết thì con có nuôi con được không? dạ không có gì hết thì con nuôi con được, nhưng mà ý cái con nói là bây giờ đang ở trong cái gia đình con nó đang đang mười mấy năm con hy sinh con khổ thì con để con sướng, mà bây giờ con nghĩ là bây giờ nếu mà thật sự như vậy thì thiệt thòi cho con quá đó cô, con cũng nghĩ vậy đó Cô thấy rằng là có lẽ rằng là con tối nay coi sau khi con tự con mô tả, tự con bộc bạch xong mọi điều thì chính con cũng thấy là con hình như nó không có phải như là con nghĩ đâu. Con chịu đựng suốt bằng ấy năm trời, 16 năm hai con ha. Có hai đứa con và bây giờ đến phút cuối cùng thì họ cũng công khai là không chấp nhận nữa. Đó. Họ không chấp nhận nữa và họ cũng rạch ròi trong chuyện này, kể cả cái việc họ không rạch ròi thì trước pháp luật cũng xử cho mình rõ ràng.
Nhưng ở đây người ta đã rạch ròi như vậy rồi thì đó là con nên suy nghĩ cho nó cẩn thận. Cái thứ hai nữa, cái mà con sợ thì từ đáy lòng mình đó, có lẽ con còn muốn nắm níu cái mối tình với người đàn ông này đúng không? Với người chồng của con đúng không? Dạ con nói bởi vậy con mới nói sao đối xử với con như vậy mà sao lúc nào con cũng cứ con nghĩ như vậy đó cho nên là con mới không Cho dạ nên vấn đề sâu thẳm ở đây không phải vấn đề vật chất, người ta cũng nói rất rõ ràng, tài sản người ta cũng nói rất rõ. Và dạ con sống thì chồng con trăng hoa liên tục bằng ấy năm trời, rồi chồng con cũng tiền đong gạo phát mà cho đến bây giờ con vẫn cứ muốn níu kéo, đúng không ạ? Và khi con muốn níu kéo như vậy thì con lấy cái lý do rằng bây giờ sợ là ly hôn á, thì chồng con không trợ cấp tiền là người phụ nữ kia. Nhưng mà thật lòng ra bây giờ con mới nói thật cái lý do mà cô cho rằng đó là chính xác, là con vẫn còn muốn nắm níu và muốn ở lại với chồng con, có đúng vậy không ạ? Dạ nhưng mà cô cho con nói cái này bởi vậy con mới nhờ cô tư vấn giùm cho. Ai cũng nói con kêu con người ta đối xử như vậy như kia mà tại sao vậy mà bởi vậy con giống như là một cái gì á. Con không có rút ra được lúc thì con cũng cảm giác con phải tập cho mình mạnh mẽ để mình lo cho con. Còn có lúc thì con cảm thấy nó yếu đuối quá. Bởi vậy con mới nhờ cô là cái chính ra đây để cho cô tư vấn giùm cho con cho phân Dạ, chỉnh ra. như vậy thì cô xin Dạ. nói lại ngay là chúng ta tách bạch ra cái vấn đề tài chính. Không phải con không có khả năng nuôi con. Con hãy nhớ lại gương mẹ con coi, một người phụ nữ bị chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác, một mình nuôi 6 người con, trở nên ăn, nghĩa là cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Huống gì con chỉ có 2 cháu. Mà trong trường hợp bây giờ đó thì con lại có tiền, có vốn và có nghề. Cho nên thực ra đó là con phải trả lời được câu hỏi là con muốn gì. Con muốn gì thì con sẽ biết được là mình phải làm cái gì cho nó phù hợp. Cái thứ nhất ông bà mình nói chứ không phải cô Mai nói ha. Giữ là giữ kẻ ở lại chứ không ai giữ được người muốn đi. Đó ạ. Mà chồng con thì ngay cả khi ở với con cũng không phải là chồng con trọn vẹn. Nên vấn đề con phải, khi mà con hiểu đúng rồi thì con sẽ có cái quyết định đúng thôi. Và nữa bây giờ thì cô cũng nói đây là con đang hỏi thôi, vì con nuối tiếc. Nhưng mà trong thực tế thì khi chồng con nộp đơn và tất cả mọi sự thỏa thuận nó xong rồi thì tòa cứ vậy mà xử thôi. Cho nên là cô nghĩ rằng là các cháu nó cũng đang chuẩn bị bước vào cái tuổi để mà cần tới sự chăm sóc của đôi tay người mẹ. Mà ba cháu đã như vậy rồi thì con phải cáng đáng hai vai, một vai làm bố, một vai làm mẹ, và hãy sống xứng đáng với các cháu giống như mẹ mẹ con đã từng nuôi anh chị em con vậy. Đó, hãy nghĩ thấy điều đó. Và nếu con sống tử tế đàng hoàng, sau này thì cuộc đời chả biết, trời lại có cho con gặp một người tốt thì sao? Đó thì tùy con suy nghĩ xem. Nếu như bây giờ con không biết con muốn cái gì thì làm sao mà ai giúp con được, đúng không nào? Tiền bây giờ mình chia mình cũng có này, nghề mình cũng có này, con trai con gái mình có này. Bây giờ mình muốn giữ một cái ông chồng như thế nữa thì hình như cuộc đời nó không có, chưa biết là nó thiệt thòi hay nó lại tốt hơn cho con. Cho nên cô hy vọng rằng là chương trình đã dành cho con một nửa thời gian, mong con hãy bình tĩnh lại sau khi con đã bộc bạch tất cả mọi thứ rồi thì con sẽ đưa ra một cái quyết định cho nó đúng thôi. Hai con ha. Và cô nghĩ rằng là sau buổi tối nay mọi người nghe chương trình cũng hiểu được tấm lòng của con. Nhưng mà người ta nói rồi đó, tình yêu phải trao gửi cho nó đúng địa chỉ thì may ra nó mới đem lại hạnh phúc cho mình. Hát con ha. Cô chúc con sáng suốt ha. Chào con. Dạ, con chào cô Mai. Dạ, chào con. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi tối ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai. Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình tư vấn tâm lý tình yêu hôn nhân gia đình đang được phát sóng trực tiếp trên làn sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình của chúng tôi xin được tiếp tục nối máy với thính giả tiếp theo. Alo. Alo, dạ anh ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe. Chào anh. Dạ. Anh Thanh nghe em rõ không anh? Dạ, chúng tôi nghe được. Bây giờ thì anh đang gọi chúng tôi từ đâu ạ? Dạ, đang gọi từ Bình Dương anh ạ. Dạ, từ Bình Dương. Xung quanh nó hơi ồn nha. Bây giờ là cố gắng kiếm cái chỗ nào đang anh đang làm việc hay là đang ở ngoài đường mà chúng tôi nghe ồn quá. Dạ, em đang làm việc á anh ơi. Làm việc ở trong công ty hả? Dạ. Nói chuyện điện thoại thì đừng có mở loa nha. Dạ rồi, em không có mở loa đâu anh. Để cái âm thanh nó không được tốt rồi. Cố gắng để sát vào để nói chuyện cho chúng tôi cũng như quý vị thính giả và chuyên gia nghe cho rõ. Dạ rồi, như vậy anh nghe rõ không anh? Dạ được rồi. Tối nay thì gọi cho chúng tôi cho chương trình trò chuyện đêm khuya thì anh muốn nói với chúng tôi cái điều gì đây, mà muốn chương trình giúp anh điều gì?
Em muốn nhờ chương trình nào cho mai giúp đỡ giùm em. Bây giờ em nhờ cái chuyện gia đình của em á anh. Dạ. Vợ của em á thì bây giờ nó còn ngoại tình ngoài là mấy người kia, bây giờ cổ đang mang cái bầu thai, bây giờ cổ phải bắt em cái bầu phải chấp nhận cái bầu thai đó. Em nói nếu mà sự của anh thì cái bao như anh cũng lo, anh cũng được hết trơn, mà được có làm như vậy. Rồi giờ em cầm tiền cho công ty. Dạ. Công ty người ta cầm tiền ta bàn cái, người ta nói em nói có vợ không biết đuổi vợ. Dạ. Rồi một anh nó nói là bầu thai đó, bầu thai sai đó. Dạ. Bây giờ mày làm yếu đuối mà không dám chấp nhận thì mày có ngon mày ký đơn đi ngon đi, rồi mình đi tài sản ra đi, rồi tao chấp nhận tao nuôi cái bầu thai đó, bầu thai là thai của tao. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, cưới nhau cũng được 3 năm rồi. 3 năm rồi, có cháu nào chưa? Dạ, cháu gái được 1 tuổi rưỡi rồi. Dạ. Cháu gái được 1 tuổi rưỡi. Thì dạ. Cháu bây giờ là đang sống với hai vợ chồng hay là đang ở đâu? Dạ, đang sống với hai vợ chồng luôn anh. Dạ. Rồi ai giữ cháu, hai vợ chồng đi làm ai giữ cháu? Dạ em gửi cho cái bác ở cái bệnh phòng nó giữ một bé làm sáng 1 triệu đó anh. Dạ. Vậy là hai vợ chồng ở trọ rồi đi làm công nhân ở trên Bình Dương. Dạ dạ. Hai vợ chồng có cùng quê không? Dạ cũng ở khác tỉnh anh, em ở Kiên Giang còn ấy thì ở tới An Giang lận anh. Dạ. Dạ. Rồi tại sao lại anh quả quyết rằng là vợ mình đã ngoại tình với nhiều người? Tại vì nếu không tại vì tình cờ bữa đó em cũng đi làm đêm rồi nè về, rồi cái em thấy cổ ngồi nhậu với con nhậu là 4-5 người, cha cho nó nhậu ngã ngớn rồi người này người kia nói với em mà em không sợ, em không có tin, mà bữa nay em bắt quả tang rồi em mới tin là sự thật đó anh. Dạ. Rồi buổi đêm như vậy mà ngồi nhậu với lại mấy người đàn ông con trai. Dạ. Rồi con thì sao? Con thì bỏ thì giao cho cái bác ở cái bên nó giữ đó, rồi em về thì có khi bé hỏi con cơm chưa, không chưa ăn, bác cũng cái bên nó nói thì chiều đó cũng có cho nó ăn cơm rồi rồi vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi khi cổ đi qua đêm tới 1-2 giờ sáng hỏi đi đâu, cổ nói tôi đâu, tôi làm cái gì, anh quan tâm làm cái gì, sống mà tôi chán quá trời, sống cơm áo gạo tiền mà tôi chán quá. Dạ. Với những cái lời lẽ mà vợ anh nói với anh như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện của mình nó cũng rất là nghiêm trọng và rất là khó xử, đúng không ạ? Dạ dạ. Bây giờ anh đang làm việc hả? Anh vợ đây khi mà đang nói chuyện với chúng tôi anh đang làm việc à? Dạ anh vừa là nói chuyện không sao đâu. Nó tại xung quanh nó hơi ồn cho nên là sợ rằng cái câu chuyện của mình nó không được rõ. Dạ dạ. Cố gắng nếu mà được thì đi ra một cái nơi khác, cái tiếng âm thanh xung quanh nó tốt hơn thì sẽ hay hơn. Dạ dạ. Nhưng mà bên anh nói chuyện em chẳng luôn nha, rất là rõ đó anh. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Rồi bây giờ thì chuyên gia tư vấn tâm lý thì Mai sẽ tiếp tục câu chuyện cùng với anh nha. Dạ dạ. Dạ xin được mời chuyên gia. Vâng, cảm ơn anh Thế An. Dạ. Cô chào con. Dạ con chào cô Mai. Ủa hôm nay cô Mai không được khỏe hay sao cô Mai? Không sao đâu, chút xíu thôi, cô nghe con rõ nhưng mà nó ồn lắm. Dạ. Con nếu mà có thể tôi được rất rõ luôn đó, cô. Rồi nếu có thể được thì con giúp cô chút xíu được không? Dạ, tức dạ. Là con phải làm sao đó để cho nó có thể có một cái điều nó tĩnh hơn một chút để cô có thể nói chuyện với con, mà con dễ nghe mà cô cũng dễ nghe nữa, con đồng ý không? Cô nói thì con rất là dễ nghe, con nghe rất rõ luôn á cô. Dạ, nhưng mà bên con thì nó nghe không rõ ạ. Dạ, đó, dạ. Bây giờ con cố gắng ha. Rồi cho dạ, cô dạ. Hỏi thăm là năm nay hai vợ chồng con bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay con 28 cô ơi. Dạ chợ vợ con bao dạ, nhiêu? Con năm nay 27 cô. Dạ các con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ nay cũng được 3 năm rồi cô. Dạ được cháu đầu là mấy tuổi? Dạ được 2 rưỡi rồi cô. Dạ cháu trai cháu gái hả con? Dạ bé gái. Dạ bé gái 1 tuổi rưỡi. Hai vợ chồng con đều làm công nhân phải không ạ? Dạ dạ. Quê gốc của các con thì ở đâu? Dạ con ở Kiên Giang, còn vợ con ở An Giang cô ơi. Dạ. Dạ các con quen nhau ở trên Bình Dương này rồi mới lấy nhau hay sao? Dạ dạ đúng rồi cô. Dạ. Các con bây giờ vẫn đang ở trọ? Dạ không, bây giờ tại các con đang ở trọ này là làm ở Bình Dương cô ơi. Dạ. Hai vợ chồng một tháng thu nhập được bao nhiêu con? Dạ nói chung hai chồng thu nhập một tháng thì cũng chi trả tiền ăn đồ trọ thì cũng đủ đó cô. Dạ cũng đủ sống.
Dạ. Còn chồng con có nói một câu là cơm áo gạo tiền rồi chán đó, ý nghĩa cái đó là cái gì con? Câu đó là ý nghĩa gì? Con mới hỏi là tại sao nói như vậy, rồi cổ mới nói thì bây giờ ra đường thì người ta xe này xe nọ còn chưa sống ở đây thì có gì mất hết chưa. Dạ. Thế thì như vậy đó, thì đó là vợ con nói là chán như vậy, nhưng mà thực ra theo con đánh giá là hai vợ chồng với một cháu gái là vẫn đủ sống. Thế các con đi làm thì gửi cháu cho ai? Dạ, mà nếu mà tới lúc tuổi thì mình thấy họ con phải gửi cháu về quê á con. Hiện giờ cháu đang ở đâu? Dạ, hiện tại cháu đang ở đây với hai vợ chồng con. Thế con đi làm thì con nói con gửi cho cháu đi ở đâu? Dạ, con gửi cháu cho cái bác ở cái cạnh văn phòng À, con luôn. tức là mình gửi giống như gửi cho người giữ trẻ phải không ạ? Dạ. Dạ, gửi như vậy là có một tháng có tốn nhiều tiền không con? Dạ, tháng 1 triệu cô, tiền trọ tháng với tiền nước luôn là tháng là 800 nữa cô. Dạ, tiền ăn của cháu hay sao hay là tiền nhà trọ? À, cũng như sáng thì con dậy con nấu cơm rồi con làm đồ ăn rồi hai vợ chồng với cháu ăn ăn luôn vậy đó cô, Dạ. rồi thì chứ con nấu cháo rồi con gửi cho bác ở cái bên đó cho cháu ăn luôn. Dạ. Đấy, như Dạ vậy rõ ràng là một tháng khoảng mất đối với cháu là hết 1,8 triệu rồi. dạ tiền gửi Dạ. cháu với tiền trọ tháng là hết 1,8 triệu đó cô, bây giờ Dạ. còn chi phí lập dần cũng là ngoài cháu đó không có cái sữa. Dạ. Rồi, bây giờ cho cô hỏi thăm con đó là con đi làm về đó, hai vợ chồng con thu nhập như vậy thì ai là người quản lý tài chính? À, tài chính thì vợ con giữ cô à. Tức là vợ con quản lý, phải không ạ? Thế Dạ gần dạ. đây đó thì con có nói một cái điều mà cô chưa có rõ, cô muốn hỏi thăm con là vợ con nói con có thai, thì có thai được bao lâu rồi? Dạ mà cổ thì cổ nói dối với con là cái thai đó là được 2 tháng rồi, nhưng mà tình còn phát hiện trong cái giấy siêu âm đó là cái thai đó là hơn 3 tháng rồi rồi cô. Dạ, thai hơn 3 tháng rồi. Đó là có kết quả đó phải không ạ? Dạ Còn dạ vợ cái con nói siêu là âm á. kết quả siêu âm thì là hơn 3 tháng. Còn Dạ vợ vợ con nói với con thì mấy tháng? dạ mới có 2 tháng thôi cô. Dạ. À, cô biết không, cô biết tại như vậy nè con, hai chồng con là con đang ngồi cho vợ con là con nói như nào, nó hô bé còn nhỏ quá thì để cho bé khoảng 4 tuổi đi rồi mình hả sinh tiếp một bé nữa, hoặc là bé đủ 2, nếu em muốn thì 3 tuổi mình hả sinh bé nó cũng được. Dạ. Dạ Thì vợ con có đồng ý cái việc mà mình ngừa thai không? dạ có con, Thế thì các con ngừa thai bằng phương tiện gì? dạ con dùng bao đó con, nhưng mà Dạ. con không có mua nhiều để trong nhà, mỗi cũng như mỗi khi nào mà con cần á thì con chỉ ra tiệm thuốc tây con mua vài 1-2 trái đủ sử dụng như vậy thôi đó cô. Dạ. Và cho cô hỏi thăm là khi mà vợ con báo có thai thì trong cái trường hợp đó là các con có bao giờ là quan hệ với nhau mà không dùng bao không? Dạ không cô, lúc nào quan hệ con cũng dán dùng bao hết cô. Dạ. Trong cái tình huống đó thì có khi nào gặp sự cố bao lủng bao rách gì không? Tại vì là con cái tỉnh nước Tây này là con cũng quen biết người ta, nó muốn cho ăn là phải dùng là 2 cái bao một lúc vậy đó cô, thì con cũng dám nghe lời cũng dám làm như vậy. Con nghĩ con nói cái bào thai là con thì con không phải là con phủ nhận, con không, con không phải là con không chấp nhận, nhưng mà trong Dạ. xưởng với trong công ty người ta bàn tán trong sân người ta nói này nói kia nhiều lắm rồi á, có Dạ. một cái anh đó mới nói với con là mày bây giờ mày mà có ngon thì mày ký đơn ly hôn đi, cái bào thai của tao đó tao làm thì tao chấp nhận hết đó, rồi của cải tài sản thì mày chia đôi ra đi, Tức rồi là có con một người nam giới, họ nói dạ với con là họ chấp nhận đó là bào thai của họ và họ yêu dạ cầu con ly hôn. dạ Cái người đàn ông đó bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì ạ? dạ cái người đàn ông đó là cũng làm chung một chỗ với con luôn á cô, Họ bao nhiêu tuổi ạ? dạ họ năm nay họ 32 tuổi á cô, Họ có gia đình chưa? dạ họ chưa cô ơi. Dạ, Cái và chấp chấp nhận là sẽ thừa nhận cái thai đó của họ. Còn vợ con thì nói như thế nào về cái thai này? vợ con thì nó nói ngô quá là tôi cái sức làm thì tôi cái sức chịu tôi báo cho hay như vậy đó, chứ tôi không có cần ai mà lo cho tôi hết vậy đó, tôi nói vậy đó cô. Dạ. Tức là người đàn ông đó cũng công khai nói với con cái điều là họ sẵn sàng chấp nhận lấy vợ con. Và vợ con thì cũng tuyên bố là sẽ bỏ con để đi lấy người đó, phải không ạ? Vậy thế theo con thì con nghĩ cái gì? Con nghĩ như thế nào? Bây giờ con cũng không biết phải làm sao cho được hết đó cô. Dạ, con phân vân phải không ạ?
vì thứ nhất là con phân vân vì cái gì, con còn yêu vợ con hay sao? Dạ đúng rồi cô, với còn một bé thôi. Dạ. Từ khi mà con lấy vợ con tới giờ đó, 3 năm nay đó, thì dạ, con thấy vợ chồng con có thuận thảo với nhau không? Dạ nói chung là hai chồng cũng thuận thảo, cái gì cũng làm ăn gì thì cũng thấy bàn tán với nhau hết đó cô. Dạ. Ngay cả cái việc con nói cái gì cũng bàn luận với nhau, cũng thảo luận với nhau. Nhưng mà có khi nào con thấy là con đi làm quá nhiều thời gian, ngay cả bây giờ con vẫn còn đi làm, thì con nghĩ là vợ con sẽ như thế nào? Hiện tại thì cô cũng đang ở ngoài vậy nữa cô. Dạ. Tức là thường xuyên là con có đi làm đêm như thế này không? Dạ, hai tuần làm đêm, hai tuần làm ngày cô. Dạ. Như vậy rõ ràng là có những thời gian con làm đêm và con làm ngày. Thì trong thời gian đó vợ con có đi làm không? Dạ có cô. Dạ. Những lúc mà hai vợ chồng gần gũi nhau ở nhà thì có con có gần gũi tâm sự với nhau, có chia sẻ tình cảm với nhau không? Dạ thì cũng có, nhắn nói chuyện rồi, có một khi thì cũng nhắn tin điện thoại, đường khi điện thoại qua lại là vậy đó cô. Dạ. Thế con nói rằng là vẫn sống tình cảm với nhau, vẫn qua lại với nhau, nhắn tin hỏi thăm nhau. Nhưng mà cái chuyện mà con nói rằng về vấn đề vật chất á, con đi làm là con về con đưa thu nhập lương cho con vợ con hết đúng không? Dạ. Về cái điều đó thì vợ con có trách gì không? Dạ. Tức là thu nhập của con bao nhiêu con đưa hết cho vợ, thì vợ con có phàn nàn gì về điều này không? Dạ, dạ con nó nói, nó kêu con, nó nói giờ làm ở đây anh tháng chỉ có 7 triệu rồi, tôi thì nói vô làm tháng chỉ có 3 triệu mấy thôi, là tại vì còn con nhỏ thì họ đâu có cho con ca đâu cô. Dạ. Đó, họ nói làm vậy là không có đủ sống. Dạ. Tức là 10 triệu hai vợ chồng là cô vẫn kêu không đủ sống. Dạ. Dạ. Đó là lý do tài chính đúng không? Lý do tài chính. Dạ. Nhưng mà trước đó thì cô có phàn nàn gì không? Vợ con có phàn nàn điều gì không? Không cô, vợ con mấy hồi đó, có hay là mình sống có gà ra đứa sáng cháo chứ không có nói gì cơ. Nhưng mà bắt đầu con cảm như thấy vợ con thay đổi là bắt đầu từ lúc nào? Dạ qua Tết khoảng chừng 2 tháng đó cô. Thì lúc đó con nhớ xem có điều gì xảy ra không? Dạ lúc đó hai vợ chồng con có cái điều gì không vui, có cái gì nó xảy ra? À, con mới nói là tại vì con có nhà cắt tóc man, con lúc trước cũng về gia đình khổ nói rồi nên con mới bỏ nhà rồi con cũng chấp nhận. À, con nói thôi mà bây giờ mới mở lại cái nhà hết tóc man, nó có bình dương mình muốn cái chi phí tháng khoảng 3 triệu à, rồi nó có ăn hết mà giờ lại kiếm kiếm được 10 ngày kiếm được 300 mấy 400 thì nó đủ sống rồi, rồi khổ không chịu rồi là trời cái lúc đó đó cô. Cho cô hỏi thăm, cô nghe ồn quá. Con nói là vợ con từng có nghề hớt tóc nam. Dạ. Và trước đó thì cô, trước khi lấy con thì cô làm nghề đó phải không ạ? Con có nghề tóc nam là cái nghề tóc của con. Nghề của con? Dạ. Rồi sao nữa con? Con đề nghị với vợ con làm sao? Cô đề nghị là con mở tiệm, con hớt tóc lại. Rồi con là con có thay đổi với con vậy luôn đó. Con nói tôi không muốn chồng tôi tối ngày chỉ biết làm dao cạo với thầm xéo đâu. Tức là vợ con thích con làm công nhân như bây giờ. Dạ. Nhưng mà sau đó thì con vẫn làm công nhân cho tới hiện nay đúng không? Dạ dạ. Dạ. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì cô có vẻ không hài lòng với con. Dạ. Còn trước đó thì có điều gì không? Con lắm cô. Dạ. Còn chuyện chăn gối vợ chồng thì có hòa hợp không? Dạ thì có lúc có cái nhiều khi con muốn mà cũng không muốn rồi con cũng thôi luôn cô. Dạ. Vấn đề quan trọng là có khi nào vợ con cảm giác là sống với con nhưng mà vẫn thấy mình không có được quan tâm không? Con thì lúc nào con cũng quan tâm để ý tới cổ không hết trơn đó cô. Con để ý như thế nào? Con đưa một vài cái ví dụ mà con quan tâm tới vợ con nè, con kể thử ra nè. À, đúng rồi, con để thấy con đi làm gì mệt mấy thì dùng áo rồi các thứ rồi con liền con giặt giũ hay làm cái tất cả vậy đó cô. Rồi con nói cho nó rượu khiên kêu chỗ ăn rồi chỗ còn nạt rồi con đó. Tức là việc nhà con chia sẻ với vợ con. Dạ. Đúng không ạ? Tiền nong vật chất đi làm về thì đưa lương cho vợ. Dạ dạ. Nhưng mà chỉ có cách đây 2 tháng đó thì vợ con cảm giác không hài lòng khi con đề nghị. Nhưng mà nó cũng có vô lý con ạ. Dạ dạ. Cô đề nghị con ra chỗ khác, cô không thể nghe được con ạ. Cô rất là mệt cái đầu cô đó, tại vì cô nghe tiếng động quá. Dạ dạ. Cô có thể đi ra xa một chút xíu không? Dạ rồi cô, con đã đi xa lắm rồi đó cô. Dạ, bây giờ nó đỡ hơn một chút xíu. Cô nói con á, tức là nếu mà chỉ có một cái sự việc mà con đề nghị con đi hớt tóc lại đó, thu nhập nó khá hơn, thì cô đã không chịu và con cũng thực tế là hiện tại con đâu có làm nghề đó đâu.
Thì như vậy nó có phải là lý do để vợ con thay đổi không, hay là có một vấn đề gì khác? Thì cổ mới nói giờ tiền ông bây giờ cũng thấy chán, ông cũng muốn con làm gì phải có tiền nhiều hơn rồi con mới nói. Hôm qua nó lại thì cổ cứ dần coi rồi bây giờ rồi cổ biết không có học chứ. Con hỏi cô hai vợ chồng ngủ mà cổ đem một cái lũ bào vô mụn làm gì, con hỏi cô anh đem vô mụn làm gì, nó nói thì chỉ thích làm vậy đó được không? Sao ạ? Cô không nghe rõ câu của con vừa nói. Hai vợ chồng đang ngủ thì sao? Có bữa đó cổ ngủ mà cổ đem cái lưỡi bào đi vô trong mùng á con. Dạ. Con hỏi cổ mới đem là đem mùng làm gì đó thì thích tôi đem vậy đó con. Con mới nói bữa đó đem vô mình giết tôi hay gì, con nói ừ thì chắc cũng có ngày đó. Lâu chưa con? Cách này khoảng 10 ngày rồi đó cô. Tức là vợ chồng căng thẳng tới cái mức độ khi cô báo tin con có thai là bao lâu? Dạ cô cũng mới báo cho con này có khoảng chừng nửa tháng rồi hả cô. Như vậy là sau khi báo nửa tháng rồi thì thái độ của con trước cái việc của vợ con có thai là như thế nào? Con thì con cũng không có nói cho con nói, nếu mà thật sự của anh á thì anh chấp nhận, anh không phủ phàng cái gì hết á. Thì con nói là cái này á tôi cũng không có chắc đâu, đâu phải có một mình anh đâu, anh làm cái gì chán lắm. Con nói vậy chứ nếu mà em không là mấy người thì em nói với anh đi sao em làm vậy. Bây giờ như thế này, có phải là khi cách đây 15 ngày thì vợ con báo tin là vợ con có thai, đúng không? Và con cũng nói rằng nếu đó, mặc dù là con có dùng biện pháp ngừa thai, nhưng con vẫn nói với vợ con rằng nếu đó là con của anh thì cũng không có vấn đề gì. Có phải vậy không ạ? Đó. Nhưng mà sau đó thì khoảng 15 ngày rồi tới khoảng cách 5 ngày sau thì cô vào giường, cô mang cái bào vô, phải không ạ? Cái bào vô trong giường, có phải là bào gỗ đó phải không con? Không, ý là cái ngón tay kia bằng cái lưỡi lam đó cô. À rồi, cô mang cái lưỡi lam vào giường. Sau đó là con hỏi thì cô nói thì cái điều đó đó, con có suy nghĩ nó có liên hệ gì với nhau không? À, tại vì lúc đó cổ mới yêu cầu con nói là ly hôn. Con mới nói là ly hôn thì con nó còn nhỏ, con cũng tội nó lắm. Rồi con nói thì bây giờ nếu mà anh không nuôi nó thì để tôi nuôi. Con nói con anh thì anh nuôi. Bây giờ như thế này con ha. Như vậy thì cái chuyện mà cô đem cái lưỡi lam vào giường đó, với cái việc mà cô báo cho con cách đây 15 ngày là cô có thai, mà cái thái độ của con thì cũng không có phải là kết luận là cô ấy ngoại tình hay là không. Con có nói câu gì tới cái tổn thương cô không? Dạ không cô. Tức là con vẫn nói rằng nếu như đó là con anh thì anh vẫn chấp nhận, không có vấn đề gì hết, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà cô cứ liên tục cô kêu chán, đúng không? Dạ. Và sau đó cô mang một cái lưỡi lam vào giường thì có thể hỏi, thì lúc đó cô nét mặt cô nghiêm túc hay là cô đùa? Con thấy cô nói chuyện cũng nghiêm túc lắm, cô mặt cô hầm vậy đó thôi. Thế thì bây giờ đó, cho đến lúc này đó thì cái người đàn ông họ ngỏ ý họ muốn nhận cái thai của vợ con và họ xin cưới đó, lấy vợ con á. Nghe thì nó nghịch lý, nhưng mà là cách đây bao lâu rồi? Dạ thì cũng từ lúc cổ báo với con luôn, nó là khoảng là 15 ngày nay đó cô. 15 ngày tức là cả hai người, một người thì nói với con là nhận, một người kia thì thông báo là có thai. Nhưng mà trong thực tế thì họ đã có thai hơn 3 tháng rồi. Bây giờ như thế này con ha. Có lẽ là tất cả chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Nãy giờ cô cứ hỏi con, hỏi tới hỏi lui hoài là để cô muốn là mình thử xem xét xem là mình có cái tác động gì tới vợ để cho vợ xảy ra cái việc mà mâu thuẫn lớn lao như thế này hay không. Bởi vì cô đặt ra hai khả năng, một là khả năng tụi con có hàn gắn được á, thì mình cũng biết là mình có cái lỗi gì mình điều chỉnh. Bởi vì quá trình sống với nhau là mình quá trình điều chỉnh con ạ. Chẳng có ai nói là mình luôn luôn đúng, mà cũng chẳng có ai luôn luôn sai. Cho nên đó khả năng thứ nhất là như thế. Còn nếu khả năng thứ hai mà các con không ở với nhau nữa thì con cũng phải rút kinh nghiệm. Để tuổi con còn trẻ lắm, sau này con đi bước nữa, con đừng để va vấp nó xảy ra. Con có hiểu cái mục đích đó không ạ? Dạ, con hiểu thôi. Dạ, cho nên đó, bây giờ cô mới chia sẻ với con điều gì? Cái thứ nhất á, là con, bây giờ cái người đàn ông kia họ nói như vậy, mặc dù họ cũng chưa biết là con ai. Chỉ có con là con nói là con có ngừa thai bằng bao cao su. Nhưng mà ở cuộc đời thì mình cũng phải chừa ra là có thể nó có những cái xác suất mà mình không biết được ha. Đây bây giờ đó là mình cũng không thể nào khẳng định 100%. Thì hãy nói với cái người đàn ông đó, và tốt nhất hãy nói với vợ con là hãy để bình tâm để sanh đứa bé ra đã. Cháu bé nó không có tội lỗi gì hết á. Và sau khi sinh ra rồi đó mà thử ADN,
nếu là con của con mà vợ con quay lại với con thì con có chấp nhận hay không? Dạ, nếu mà vợ con, nếu mà nó quay lại với con, nếu mà nó biết sửa, nếu vợ con không biết, nếu vợ con biết sửa sai thì con phải sai chấp nhận hết con. Đứa cháu, đứa con đó là con của con và vợ con quay lại mà sửa sai, cắt đứt cái chuyện quan hệ với người khác thì con có chấp nhận không ạ? Dạ, dạ, xin lỗi công an đã nói công an ngày này, nếu mà nói ví dụ như trong trường hợp, nếu mà đứa bé đó, nói ví dụ trong trường hợp thì không phải là con của con, nhưng mà vợ con biết ăn năn, biết sửa sai, vợ biết khó xảy ra lời với con, con cũng sẵn sàng chấp nhận con gạt qua mọi thứ, con không có nghĩ cho cô đang hỏi con khả năng thứ nhất, nếu là con của con và vợ con cắt đứt với người đàn ông kia thì đương nhiên là cái chuyện đó con chấp nhận, phải không ạ? Dạ. Và cái khả năng thứ hai mà con nói luôn, đó là kể cả đứa bé đó, cháu bé đó không phải là con của con mà vợ con vẫn muốn ở với con tiếp tục thì con vẫn chấp nhận, đúng không ạ? Dạ. Quả thực thì cái suy nghĩ này nó rất là hào hiệp, bởi vì không phải người đàn ông nào cũng nghĩ được rộng lượng như con đâu. Dạ. Tuy nhiên cô muốn đề nghị với con rằng ba mặt một lời, chúng ta là những người trưởng thành rồi, con cứ đề nghị với họ như vậy và hãy cho họ có ý kiến. Khi mà đứa trẻ sinh ra thử ADN, nếu là con của họ thì lúc đó họ không quay về với con thì chắc chắn là cái giải pháp ly hôn là đương nhiên rồi. Con có đồng ý như vậy không ạ? Dạ. Dạ. Mày đứa không, họ nói như là vợ con ấy, thì nó không nói, mà người đang nói với con nó bây giờ mẹ không tin, thì đứa bé trong bụng khoảng 7 tháng nó là đi xét nghiệm ADN được. Con mới nghĩ đó, con nghĩ luôn, con nghĩ trong bụng thôi chứ con không nói ra, đúng không? Trời, mới 7 tháng làm sao xét nghiệm được. Thôi bây giờ như thế này con ha, cô chỉ nói với con đó là họ cũng không muốn bỏ vợ con, mà con thì cũng có thương vợ con. Điều quan trọng là cái điều hai khả năng khó khăn nhất mà con đã bày tỏ cái suy nghĩ của con rồi, thì cô thấy rằng là con không có việc gì phải băn khoăn về việc này, nhưng mà hãy bình tâm để mà chờ, đừng có yêu cầu gì lớn lao hết á. Hiện tại thì hãy để cho cô thanh thản, cho cô sanh nở mẹ tròn con vuông, sau đó con của ai và cái quan trọng là cô muốn quay về với con thì nó lại khác. Còn nếu như cô vẫn tiếp tục, dù là có con phải là con của con mà cô cũng không đồng ý quay ở với con, thì chắc chắn cái điều đó, cái ly hôn là một cái quá trình tất yếu thôi. Con có đồng ý vậy không? Dạ, nếu mà dạ vậy con cũng sẵn sàng chấp nhận. Dạ, còn riêng cháu gái đó ha, cháu gái đầu lòng của con á, thì nếu như mẹ cháu không chấp nhận nuôi thì lúc đó con mới xin tòa nuôi được. Còn thông thường á thì tòa sẽ xử cháu nó còn bé đó, dưới 3 tuổi thì thường xử cho mẹ nuôi, nhất lại là cháu gái nữa. Cho nên con cũng phải chuẩn bị tinh thần cái này, tức là con có thể trợ cấp con cái, cho chu cấp cho con cái, nhưng mà gọi là dành phần nuôi con thì cái khả năng nó con cần biết trước để mình đừng có lúng túng. Con nghĩ sao? Dạ thì giờ tòa phán xét sao thì con sẽ ngay vậy thôi. Dạ, như vậy tối nay đó cô thấy rằng là con, cô không rõ là 2 tuần lễ nay con đau khổ và con vượt qua cái đau khổ đó như thế nào, con vượt qua cái cú sốc này như thế nào. Nhưng xem ra cho đến lúc này thì khi cô trò chuyện với con thì cô yên tâm về con, bởi vì con đã lường trước những tình huống rất xấu, nhưng mà con vẫn có một cái giải pháp để khả năng là dù đó không phải là con mình mà vợ con có lỡ lầm rồi quay trở lại phục thiện thì con vẫn chấp nhận vợ con, thì đó là cái điều đáng quý nhất. Nhưng cô nói lại rằng là ông bà mình nói là giữ cái người ở lại chứ không giữ được cái người ta muốn ra đi. Hồi nãy cái ca thứ nhất đó, cô tư vấn với cái chị ấy lớn tuổi hơn con đó, cô ấy lớn tuổi hơn con thì cô cũng có nói vậy. Tức là khi người ta ở với nhau là một lòng một dạ, người ta tự nguyện ta ở với nhau cơ. Chứ còn vợ chồng mà một người muốn đi, một người giữ thì cũng không thể giữ được. Cho dẫu rằng con có yêu cách mấy thì cũng vậy thôi. Con nghĩ sao về điều này? Dạ thì con cũng nghĩ như vậy đó cô. Giờ nếu mà một người muốn đi á, mình muốn kéo cũng chẳng được thì đâu cô. Dạ, và điều quan trọng đó, cô cũng nói ngay với con điều này. Khi mà cái sự việc mà vợ chồng mâu thuẫn với nhau như thế này đó con, lúc đầu thì con nói là cũng yên ổn, không có vấn đề gì nha con ha. Sau này nó mới có cái chuyện vợ chồng nó căng thẳng mâu thuẫn với nhau, rồi vợ con luôn luôn đề cập tới vấn đề tiền nong. Nhưng nó có một cái lạ là khi con đề cập tới cái việc con làm để thu nhập khá hơn thì vợ con lại không chịu. Có nghĩa là bản thân cô ấy tình cảm nó phai nhạt, chứ nó không phải là vấn đề kinh tế. Con có nghĩ vậy không? Dạ con cũng nghĩ, dạ con cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà con cũng không có dám chắc là có đúng hay không á cô. Dạ, bởi vì con thấy không nào? Dạ, con thấy rõ ràng rằng là khi mà con đề nghị là con nghỉ công nhân lương 7 triệu một tháng,
để con cắt tóc, và con đã tính cái bài toán kinh tế là con cắt bao nhiêu cái tóc thì con được bao nhiêu tiền, thì rõ ràng là nhiều hơn công nhân, nhưng cô lại không không đồng ý. Thì như vậy vấn đề tiền nó không phải. Còn nếu cô bảo vâng vâng thế này được rồi đó, vậy thì anh nghỉ đi, anh làm cái này nhiều tiền, em thích như vậy, thì nó lại là khác. Tức là cô chỉ bận tâm về vấn đề kinh tế thôi. Còn cái này cô không đồng ý cái việc mà con làm sẵn sàng cái việc đó, không bỏ vốn bỏ gì hết, đúng không con? Chỉ là một cái mặt bằng rất đơn giản để con có thể cắt tóc, và bằng cái tài nghệ của mình đó thì mình có thể là nó thu nhập nó khá hơn cái tiền công nhân. Nhưng vợ con đâu có chịu. Như vậy có nghĩa là vợ con thay lòng, nghĩa là thay đổi cái tình cảm đối với con, chứ không phải là vợ con thiếu thốn tình cảm như là con nghĩ. À xin lỗi, không phải thiếu thốn thuần túy là tiền bạc, mà vợ con vơi bớt và phai nhạt cái tình cảm với con ạ. Đó, thì khi con nghĩ tới cái điều này để con chuẩn bị những cái khả năng mà cô cháu mình vừa bàn á, trong lúc này thì tốt nhất á, con nên chăm sóc cháu gái cho tốt. Vì lúc này khả năng là vợ con tinh thần không có ổn định đâu. Cái việc mà cô cầm lưỡi lam vào giường đó thì mình nói để mình cô nhắc nhớ con vậy thôi. Tức là mình đừng có kích động một cái người đang mang thai ha. Một sự nhịn, sự lành. Vì không phải một mình cô mà còn có cháu bé ở trong bụng, dù là con ai thì mình cũng phải tôn trọng cái điều đó. Cho nên tốt nhất là mình không gây hấn, và cũng có những cái giải pháp để cho cô tự chọn lựa, và không có ép buộc gì hết. Con đồng ý không nào? Dạ, và bản thân con là con phải chăm sóc cháu lớn đó, cháu gái đó, làm sao cho nó tốt, bù đắp cho cháu, được không nào? Dạ, dạ. Và cái nói với hai người đó sao hả? Dạ. Cho nên cái bé con nói như là nó ba sao mẹ làm gì con sợ quá à, ba ẩm con về nào sống đi. Hay là ba cháu... là ba trốn chỗ nào đừng có cho mẹ tìm tới. Bé nó còn khổ dữ nhưng mà bé nói vậy thôi cô. Dạ vâng, cho nên cô mới nói rằng là tất cả những bậc cha mẹ nếu mà nghĩ tới cái hậu quả của cái việc cha mẹ mâu thuẫn mà nó ảnh hưởng tới nhân cách của cháu sau này đó, thì chắc chắn bố mẹ không có nỡ mà mâu thuẫn với nhau đâu. Đấy, thế thì con lo chăm chút lấy cháu gái ha. Và bình tĩnh nói với cô ấy rằng điều gì mà khiến em thoải mái, miễn là em sanh nở mẹ tròn con vuông xong rồi thì ta giải quyết vấn đề theo cái gọi là cái tình trạng lúc bấy giờ, miễn là sao em khỏe và con em sinh ra nó khỏe thì lúc đó ta mới bàn tiếp, được không nào? Hai con ha, thời gian nó không còn nữa, cô tạm biệt con ở đây nhé, cô tin con ha, chào con. Cảm ơn con nhiều, cô mai cảm ơn chương trình. Dạ vâng. Xin được cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi trong chương trình trò chuyện đêm khuya tối ngày hôm nay, và xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Lý Thị Mai. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe hai câu chuyện với hai cái hoàn cảnh có thể nói rất là đối nghịch nhau. Một bên là người vợ đang cảm thấy cuộc sống gia đình của mình không còn có cái sự níu kéo nữa khi người chồng quá nhiều lần ngoại tình. Còn trường hợp thứ hai là một trường hợp mà người chồng đang cố gắng nỗ lực với thời gian làm việc của mình, có thể làm ngày làm đêm để vun đắp cho cái cuộc sống gia đình và thể hiện được hết cái tình cảm dành cho vợ cho con, và thậm chí là một cái tấm lòng rất là hào hiệp khi mà dù biết rằng vợ mình ngoại tình nhưng vẫn bỏ qua và sẵn sàng nối lại cái cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên trong cuộc sống thì chúng ta đôi khi có những chuyện xảy ra nhưng không như mình mong muốn. Có những điều mà kể cả trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng, khi đã có được những mâu thuẫn, khi đã có những sự thay đổi, thì chúng ta không quyết định được suy nghĩ của người bạn đời của mình. Đó là hai trường hợp mà chúng ta vừa nghe. Hy vọng rằng là trong cuộc sống, với những ai đã và đang có chuẩn bị có gia đình, thì chúng ta tìm hiểu lẫn nhau thật kỹ lưỡng và chuẩn bị cho mình một cuộc sống hôn nhân để tránh đi những thay đổi, tránh đi những gút mắc, tránh đi những mâu thuẫn không cần thiết. Và nếu như đã có những mâu thuẫn, có những thay đổi đó mới chớm nở ngay từ đầu, thì cũng có cách để mà chúng ta giải quyết nó thật sự hiệu quả để giữ được ngọn lửa hạnh phúc của gia đình. Rất mong là tất cả quý vị thính giả và các bạn chúng ta cùng chia sẻ với những người thân, với những bạn bè và đặc biệt là với người bạn đời của mình những điều mà có lẽ quý vị các bạn cảm nhận được từ chương trình trò chuyện đêm khuya đêm ngày hôm nay và trong những đêm khác của trò chuyện đêm khuya. Bởi mỗi câu chuyện chúng ta sẽ có được những điều đáng để mà suy ngẫm về cuộc đời, về cuộc sống của mình. Đến đây thì Thế Anh cùng với những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại trong chương trình diễn ra vào tối thứ 6 tuần sau, cũng sẽ được bắt đầu từ lúc 22 giờ. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.